Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay Thầy sẽ dẫn các em giải bài tập toán lớp 6 sách chân trời sáng tạo nha. Chúng ta xem bài giảng của Thầy Liêm. Nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 1 chương 3. Hôm nay mình sẽ học hình học trực quan, các hình phẳng trong thực tiễn. Bài số 1 mình sẽ học hình vuông, tam giác đều và lục giác đều. Giờ trước hết mình sẽ ôn lại những kiến thức cần nhớ nha. Như vậy là mình nhớ là hình vuông là hình như thế nào. Mình nhớ là hình vuông là hình có bốn định, chính là ABCD. Hình vuông thì mình sẽ có bốn cạnh. Cạnh AP sẽ bằng BC, bằng CD và bằng AD. Và mình nhớ sẽ có bốn góc bằng nhau, đều là bốn góc vuông. Và mình nhớ là có hai đường chéo bằng nhau, chính là AC bằng BD. Như vậy mà các em nhớ là hình vuông sẽ hình có bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ ôn lại hình tam giác đều. Như vậy hình tam giác đều thì mình nhớ là sẽ có ba định, chính là định A, định B và định C. Và tam giác đều nên ba cạnh sẽ đều bằng nhau. Có nghĩa là AP sẽ bằng BC bằng AC. Và ba góc cũng bằng nhau. Mình sẽ góc A bằng góc B bằng góc C. Và tiếp theo mình sẽ ôm lại hình lục giác đều. Hình lục giác đều có nghĩa là hình lục giác có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau. Như vậy lục giác đều ABCD EF thì mình sẽ có 6 định, chính là định A, P, C, D, EF. Và mình sẽ có 6 cạnh bằng nhau, chính là cạnh AP bằng cạnh BC bằng cạnh CD bằng cạnh DE bằng cạnh EF và cả bằng cạnh FA. Và mình sẽ có 6 góc định bằng nhau, có góc nghĩa là góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D bằng góc E và bằng góc F. Và mình nhớ là có ba đường chéo bằng nhau, chính là AD bằng PE bằng FC nhé. Giờ như vậy là xong phần lý thuyết, mình sẽ qua phần bài tập mẫu nhé. Trước hết bài số 1, dùng thước và eke để vẽ hình vuông có độ dài bằng 3 cm. Như vậy vẽ hình vuông thì rất là đơn giản đúng không? Như vậy là mình sẽ vẽ như thế sau. Trước hết mình sẽ dùng cái thước kẻ của mình để vẽ đoạn thẳng AP bằng 3 cm. Đúng không? Giờ sau đó mình sẽ kê cái thước eke của mình vô và thước kẻ để vẽ đường thẳng vuông góc với AP tại A và P. Trước mình sẽ vẽ đoạn AP. Kê cái thước eke vô mình vẽ đoạn AD vuông góc với AP. Đúng không? Và vẽ đoạn CB vuông góc với AP tại P. Giờ sau đó mình sẽ nối C và D là đúng không? Giờ trên đường thẳng vuông góc tại A mình sẽ lấy điểm D sẽ cho AD bằng 3 cm. Trên đường thẳng vuông góc với P mình sẽ lấy điểm C với BC bằng 3 cm luôn. Giờ sau cuối cùng mình sẽ nối đoạn thẳng nối C với D, lúc này mình sẽ được đoạn thẳng DC đúng không? Giờ sau đó mình sẽ được là tứ giác ABCD là hình vuông có độ dài mỗi cạnh đều là 3 cm. Như vậy là vẽ hình vuông quá dễ. Chứ mà vẽ đoạn thẳng AP, kê thước EK do mình vẽ đoạn đường thẳng vuông góc với AP tại A và mình lấy AD bằng 3 cm. Giờ mình xây kê thước EK qua mình vẽ một đường thẳng vuông góc với AP tại P và mình lấy BC bằng 3 cm. Nối D với C thì mình sẽ được hình vuông ABCD mỗi cạnh đều là 3 cm. Đúng không? Giờ như một lúc nữa mình sẽ làm bài tập giống như bài tập mẫu bài số 1 đúng không? Khi người ta kêu vẽ hình vuông thì mình sẽ trình bày giống như vậy nha. Giờ tiếp theo là bài số 2, cho hình vuông ABCD với đường chéo AC bằng 5 cm, tính độ dài đoạn thẳng FBD. Như vậy mình thấy là trong hình vuông thì mình nhớ là hai đường chéo sẽ bằng nhau. Như vậy có nghĩa là BD sẽ bằng AC luôn, cũng bằng 3 cm, cũng bằng 5 cm đúng không? Nên mình trả lời là ABCD là hình vuông nên BD sẽ bằng AC bằng 5 cm. Giờ tiếp theo là bài số 3, cho tam giác đều MSP với MS bằng 9 cm, tính độ dài của đặng SP và MP. Như vậy mình nhớ là hình tam giác đều có nghĩa là ba cạnh bằng nhau. Như vậy có nghĩa là SP sẽ bằng MP bằng MN luôn, đều bằng 9 cm.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua bài số 4. Bài số 4 người ta kêu mình dùng khước và cơm ba để vẽ tam giác đều có cạnh là 4 sân này. Đúng này. Như vậy là mình trước hết mình sẽ vẽ đoạn thẳng AP bằng 4 sân này. Sau đó mình sẽ dùng cây khước cơm ba để mình vẽ một phần đường đường tròn có bán kính là 4 cm, tâm sẽ là A. Giờ sau đó mình sẽ di chuyển cơm ba để chọn tâm là P. Mình sẽ vẽ một phần của đường tròn bán kính cũng là 4 cm. Thì hai phần đường tròn cách nhau tại một điểm chính là điểm C. Như vậy mình sẽ nối AC và nối BC. Lúc này mình sẽ được là hình tam giác ABC sẽ bằng chính là tam giác đều có cạnh là 4 cm. Đúng không? Như vậy mình sẽ trình bày như thế này. Dùng khước vẽ đoạn thẳng AP bằng 4 cm. Dùng cơm ba vẽ các phần đường tròn cùng cùng bán kính là 4 cm có tâm lần lượt là A và B. Sau đó mình sẽ nối mình sẽ thấy là hai phần đường tròn nối trên cắt nhau tại một điểm thì chính là điểm C. Mình sẽ kẻ đoạn thẳng nối C với A và nối C và B. Thì lúc này mình sẽ được tam giác đều ABC với cạnh là 4 cm. Giờ một lúc nữa mình sẽ làm bài tập. Khi người ta kêu mình vẽ tam giác thì mình sẽ trình bày giống như vậy nhé. Giờ tiếp theo là bài số 5. Cho lục giác đều APCDEG với cạnh AP bằng 7 cm, tính độ dài các cạnh còn lại của lục giác đều. Như vậy mình nhớ là hình lục giác đều là hình như thế nào? Hình lục giác đều chính là hình có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc ở đỉnh đều bằng nhau. Nên mình kết luận là mình sẽ có các độ dài các cạnh của hình lục giác đều bằng nhau. Chính là AB bằng BC bằng CD bằng DE bằng EG bằng GA, tất cả đều bằng 7 cm. Đúng không? Như mình trả lời là ABCDEG là lục giác đều nên mình có lượng là BC bằng CD bằng DE bằng EG bằng GA bằng AB bằng 7 cm. Giờ tiếp theo là bài số 6. Cho lục giác đều ABCDEG, người ta cho đường chéo AD sẽ bằng 8 cm, tính độ dài các đường chéo PE và CG. Như vậy mình nhớ là trong hình lục giác đều thì ba đường chéo đều bằng nhau, đúng không? Như vậy mình trả lời là vì PE, CG, AD là các đường chéo chính của lục giác đều nên mình có là PE bằng CG bằng AD bằng 8 cm. Và như vậy là mình xong phần bài tập mẫu, mình sẽ qua tiếp phần bài tập tự làm nha. Trước hết là câu số 1. Cho hình vuông ABCD có độ dài AB bằng 7 cm, tính độ dài của các đoạn thẳng BC, DC và AD. Như vậy mình nhớ là hình vuông thì bốn cạnh đều bằng nhau. Có nghĩa là BC bằng DC bằng AD bằng AP đều bằng 7 cm. Câu này dễ, thầy sẽ làm luôn nhé. Như vậy mình có là ABCD là hình vuông, đúng không? Nên mình kết luận là BC bằng DC bằng AD bằng AB đều bằng 7 cm, đúng không? Câu này quá dễ, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, thì người ta kêu mình dùng khước và EK để vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 5 cm. Như vậy là câu số 2 này mình sẽ giống bài tập 1, bài tập mẫu số 1, đúng không? Thì mình cũng trình bày tương tự thôi. Ở đây mình chỉ khác là cái độ dài cạnh là 5 cm, đúng không? Giờ thầy sẽ trình bày tương tự như bài tập mẫu số 1 nha. Mình chỉ khai đầu một chút, chính là độ dài cạnh sẽ là 5 cm. Thầy bắt đầu làm câu số 2 nha. Giờ như vậy là mình cũng vẽ đoạn thẳng AP có độ dài là 5 cm. Sau đó mình sẽ sử dụng khước EK, mình sẽ vẽ đường thẳng vuông góc với AP tại A và mình lấy AD bằng 5 cm. Sau đó mình vẽ một đường thẳng vuông góc với AP tại P và mình lấy độ dài BC bằng 5 cm. Sau đó mình nối D và C, lúc đó mình sẽ được một cái hình vuông ABCD có độ dài cạnh đều là 5 cm, đúng không? Giờ mình sẽ trình bày như thế này nha.
Như vậy mình sẽ dùng khớp thẳng vẽ đường thẳng AP bằng 5 cm. Dùng eke và khớp kẻ để vẽ các đường thẳng vuông góc AB tại A và tại P. Trên đường thẳng vuông góc tại A mình sẽ lấy điểm D sao cho AD bằng 5 cm. Trên đường thẳng vuông góc tại P mình sẽ lấy điểm C sao cho BC bằng 5 cm. Giờ mình sẽ kẻ đường thẳng nối C và D được. Lúc đó mình sẽ được là hình tứ giác ABCD, hình vuông có độ dài cạnh là 5 cm. Đúng không? Cái câu này mình cũng giống như bài tập mẫu mẫu số 1 thôi, nên cũng đơn giản thôi. Đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3 mình sẽ vẽ một hình vuông có cạnh là 8 cm. Giờ dùng combo so sánh hai đường chéo của hình vuông đó. Như vậy là mình thấy là cái câu số 3 này mình sẽ làm tương tự như câu số 2. Nhưng mà lúc này mình vẽ cạnh, độ dài một cạnh là 8 cm chứ không phải là 5 cm được. Nó chỉ thay đổi cái đơn vị độ dài. Được. Chỉ thay đổi độ lớn của độ dài là 8 cm. Đúng rồi. Giờ sau đó mình sẽ đo hai đường chéo, khi mình nhớ là hai đường chéo của hình vuông chắc chắn sẽ bằng nhau thôi. Đúng rồi. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 tương tự như câu số 2 thôi. Giờ như vậy mình sẽ làm tương tự câu số 2 thôi. Mình chỉ khác là 8 cm chứ không phải là 5 cm. Đúng rồi. Giờ như vậy mà sẽ trình bày tương tự như câu số 2 ha. Đúng rồi. Giờ ở đây mình sẽ thêm một cái dòng nữa là do người ta kêu mình so sánh độ dài hai đường chéo. Đúng rồi. Người ta kêu mình dùng combo giờ so sánh hai đường chéo thì mình trả lời là dùng combo so sánh bán kính hai bán kính lần lượt là AC và BD dưới dạng suy ra hai đường chéo này sẽ bằng nhau. Đúng rồi. Giờ như vậy mình xong câu số 3, mình sẽ quay tiếp câu số 4 nha. Giờ tiếp theo là câu số 4. Cho tam giác đều MNP, người ta cho MP bằng 3 cm. Tính độ dài của MN và MP. Như mình nhớ là trong tam giác đều thì sẽ có 3 cạnh bằng nhau. Nên mình kết luận là MN sẽ bằng MP bằng SP đều bằng là 3 cm. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nhé. Câu này dễ đúng không? Giờ vì tam giác MSP đều nên mình sẽ có là MN bằng MP bằng SP đều bằng SP đều bằng 3 cm. Giờ như vậy là mình xong câu số 4, mình sẽ vào tiếp câu số 5. Giờ tiếp theo là câu số 5 thì người ta kêu mình dùng khớp và combo để vẽ tam giác đều có độ dài cạnh bằng 6 cm. Như vậy câu này thì mình giống như mà câu bài tập mẫu ở trên, người ta cũng kêu mình dùng khớp và combo để vẽ tam giác đều, chỉ khác là độ dài cạnh nó khác, nên mình sẽ trình bày tương tự. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 5 nhé. Như vậy là trước hết để vẽ tam giác đều mình sẽ vẽ đoạn thẳng AP, độ dài cạnh AP sẽ bằng 6 cm. Sau đó mình sử dụng combo, mình sẽ vẽ một phần của hình tròn, mình chọn tâm là A, vẽ một phần hình tròn bán kính là 6 cm. Giờ sau đó mình thay đổi tâm qua B, mình vẽ một phần đường tròn cũng là bán kính là 6 cm. Hai phần đường tròn cắt nhau tại điểm chính là điểm C. Mình sẽ nối AC và nối BC. Lúc này mình sẽ được hình tam giác đều ABC có độ dài cạnh đều là 6 cm. Giờ cái này có giống như bài tập mẫu nên mình sẽ trình bày tương tự thôi nhé. Giờ như vậy mình sẽ trình bày tương tự như bài tập mẫu thôi. Dùng khớp vẽ đường thẳng AP bằng 6 cm.
Dòng cơ ma vẽ các phần đường tròn cùng bán kính là 4 cm có tăng lần lượt là A và B. Hai phần đường tròn các nối trên cắt nhau tại một điểm chính là điểm C. Kẻ đồng hạng nối C và A, nối C và B thì sẽ được tam giác đều ABC có cạnh là 6 cm. Đúng rồi. Giờ như giờ mình xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu số 6. Giờ câu số 6 người ta kêu mình hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 4 cm. Giờ vẽ tiếp các giá bên ngoài 4 hình tam giác đều có cạnh sẽ bằng cạnh của hình vuông trên một tờ giấy. Sau đó mình sẽ dùng kéo cắt hình vừa vẽ, giờ xếp theo các cạnh của hình vuông để được một bao khử nhé. Giờ như vậy trước hết mình sẽ vẽ một cái hình vuông ở giữa đúng không? Sau đó mình sẽ vẽ 4 cái hình tam giác đều theo 4 cạnh của hình vuông. Giờ sau đó mình xếp là để được một bao khử đúng không? Giờ thầy sẽ vẽ hình cho các em xem nhé. Như vậy ta có thể các em có thể làm như sau nhé. Trước hết mình sẽ vẽ một cái hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 4 cm đúng không? Giờ sau đó mình sẽ vẽ các hình tam giác đều khi mỗi cạnh này đều là 4 cm hết thì mình sẽ được một cái hình như thế này đúng không? Sau đó sẽ các em gấp 4 cái hình tam giác đều vào vô cái hình vuông thì lúc này mình sẽ được một cái bao khử giống như vậy đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 6, mình sẽ quay tiếp câu số 7. Giờ tiếp theo câu số 7. Cho 6 hình tam giác đều bằng giấy có cùng độ dài cạnh là 5 cm. Hãy nêu cách gấp 6 hình tam giác đó để được một hình lục giác đều có cạnh là 5 cm nha. Giờ như vậy là mình sẽ vẽ 6 hình tam giác đều trên giấy, sau đó mình cắt ra để được 6 hình tam giác đều có độ dài cạnh là 5 cm. Giờ sau đó mình sẽ ghép lại để được một cái hình lục giác đều đúng không? Như mình sẽ ghép các đỉnh lại sao cho 6 đỉnh của hình tam giác đều trùng một điểm, và sau đó mình xòe ra xung quanh thì lúc này mình sẽ được một cái hình lục giác đều nha. Giờ thầy sẽ trình bày cách làm cho các em xem nha. Như vậy ta sẽ ghép các tam giác sao cho 6 tam giác có chung một đỉnh, các cạnh của chúng hoặc là chung một đỉnh hoặc là chung một cạnh như sau. Như vậy mình thấy mình sẽ có 6 tam giác giống nhau thế này. Mình sẽ ghép lại sao cho 6 đỉnh chung nhau, và sao cho mình có hai cái hình tam giác thì sẽ có chung một đỉnh, một đỉnh và một cạnh đúng không? Thì lúc này mà ship lại như vậy thì mình sẽ được một hình lục giác đều đúng không? Giờ như là mình xong câu số 7, mình sẽ qua tiếp câu số 8. Giờ câu số 8 người ta cho lục giác đều MSEZHK. Người ta cho cạnh là MS bằng 6 cm, đường chéo NH bằng 12 cm, tính độ dài của đoạn hạng HK và IK. Như vậy mình nhớ là trong hình lục giác đều thì mình sẽ có là 6 cạnh bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau, nên mình có thể tính được độ dài đoạn hạng HK và IK đúng không? Như mình thấy là HK là một cạnh, còn IK là một đường chéo đúng không? Giờ thầy sẽ làm, trước mình sẽ vẽ hình ra trước để mình hình dung ra trước nha. Giờ thầy sẽ vẽ hình lục giác đều MNECHK. Đúng rồi. Như vậy mình sẽ vẽ một cái hình lục giác đều. Hình lục giác đều là hình có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc ở đỉnh bằng nhau. Có nghĩa mình sẽ có góc M bằng góc E bằng góc Y bằng góc C bằng góc H và bằng góc K. Giờ như vậy mình sẽ có MN bằng 6 cm và HN chính là đường chéo sẽ bằng 12 cm. Bây giờ mình sẽ tính HK. HK sẽ bằng MN bằng 6 cm đúng không? Còn IK sẽ bằng HN bằng 12 cm đúng không? Câu này dễ, thầy sẽ làm luôn nhé. Như vậy là mình trả lời là V lục giác MNEZHK
điều. Đúng. Nên mình sẽ có là HK sẽ bằng gì? HK sẽ bằng mm, bằng 6 cm. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ có IK bằng gì? IK sẽ bằng NH. Đúng này. Đều là đường chiếu, bằng 12 cm. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 8, mình sẽ qua tiếp câu số 9 nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 9. Như vậy là câu số 9 người ta cho lục giác đều ABCDEG. Câu A là hãy đếm các đường chéo của hình lục giác vẽ từ mỗi đỉnh cục lục giác. Hãy cho biết có bao nhiêu đường chéo được đếm hai lần. Giờ như vậy là mình trước hết mình sẽ vẽ lục giác đều ABCD. Giờ sau đó mình sẽ đếm các đường chéo của lục giác vẽ từ mỗi đỉnh cục lục giác nha. Giờ mình sẽ cho biết là có bao nhiêu đường chéo được điểm hai lần. Đúng không? Giờ trước hết mình sẽ vẽ hình trước nha. Như vậy là mình sẽ vẽ hình lục giác đều ABCDEG. Giờ mình có thấy có các đường chéo là AC, AD và AE. Giờ tiếp theo mình điểm là mình sẽ có đường chéo là PD, PE và BG, cứ lần lượt như vậy. Đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ trả lời câu A nha. Như vậy là mình thấy là nếu mà từ đỉnh A thì mình sẽ vẽ ba được ba đường chéo chính là AC, AD và AE, đúng không? Tương tự nếu mình từ đỉnh B thì mình cũng vẽ được ba đường chéo chính là PD, PE và PG. Tương tự qua đỉnh C mình vẽ ba đường chéo thì mình sẽ có là CE, CG và CA. Tương tự nếu đỉnh D mình vẽ ba đường chéo thì mình sẽ được là DP, DA và DG. Tương tự nếu từ đỉnh E mình vẽ ba đường chéo thì mình sẽ có là EC, EP và EA. Tương tự là nếu mà từ đỉnh G mình sẽ vẽ ba đường chéo thì mình sẽ có là GP, GC và GD. Mình thấy là có những đường chéo được trùng nhau, ví dụ như là AC và CA là trùng nhau, đúng không? AD và DA trùng nhau. Nhưng mình thấy là có tất cả là 9 đường chéo sẽ được điểm hai lần, đúng không? Mình thấy đây là 3 nè. 6 9 12 15 18. Mỗi cái đều trùng nhau hai lần. Như vậy có nghĩa là sẽ có 9 đường chéo được điểm hai lần nha. Giờ tiếp theo là câu B. Hãy cho biết lục giác có bao nhiêu đường chéo. Như mình thấy là sẽ có tất cả là 9 đường chéo, đúng không? Tất cả là 10, ở đây mình thấy là 18, nhưng mà trùng hai lần nên mình sẽ lấy 18 chia 2, như vậy có nghĩa là 9 đường chéo trùng nhau. Có tất cả là 9 đường chéo, đúng không? Giờ như mình trả lời câu B nha. Như lục giác đó có số đường chéo, mình sẽ lấy 18 chia 2 là 9. Đúng không? Có tất cả là 9 đường chéo nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng vậy thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.